Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh mới đây cho biết, sau khi xảy ra trường hợp bệnh nhân tử vong do bệnh bạch hầu tại Nghệ An, người dân đi tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu ở Thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng gia tăng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Thành phố Hồ Chí Minh đang cung ứng đủ vaccine bạch hầu, cả vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng và vaccine dịch vụ cho hệ thống tiêm chủng trên địa bàn. Tuy nhiên, thì tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, vaccine tiêm chủng dịch vụ phòng bệnh bạch hầu đã tạm thời bị gián đoạn. Viện đã hết vaccine phòng bệnh bạch hầu từ ngày 11 tháng 7 do số lượng tiêm chủng tăng cao. Đại diện Hội truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng bệnh bạch hầu ít khi xảy ra ở thành phố lớn mà chủ yếu xuất hiện ở vùng sâu vùng xa. Độ phủ của vaccine ở những khu vực này chưa đạt miễn dịch cộng đồng hoặc người lớn không tiêm nhắc vaccine phòng bệnh. Trên thực tế thì bệnh bạch hầu không dễ lây nhiễm như COVID-19. Bệnh đã có thuốc dự phòng nguy cơ lây nhiễm và điều trị đặc hiệu nên khó có thể gây tử vong trên nhiều người. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là những khu vực có độ phủ vaccine phòng bệnh bạch hầu ở mức tốt, cộng đồng không nên hoang mang.